sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến địa phương. Tin đến từ Los Angeles, một nam diễn viên Hollywood đã bị bắt trong vụ tấn công Điện Capitol. Mới đây, nam diễn viên Hollywood tên là Jay Johnston, người từng xuất hiện trên các chương trình truyền hình như là Arrested Development và phim hoạt hình ăn khách Busburger, Burger, đã bị bắt vì tham gia bạo động ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng riêng năm 2021. Jay Johnston, 54 tuổi, trở thành người mới nhất trong số 1.000 người từ gần như tất cả 50 tiểu bang, đã bị buộc tội hình sự liên quan đến vụ nổi loạn làm gián đoạn phiên họp chung của Quốc hội trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Một đơn khiếu nại về hình sự được đệ trình vào thứ hai tại Tòa án Liên bang ở quận Columbia buộc tội, Johnston đã chống đối người thi hành công vụ, mất trật tự và cản trở các hoạt động ở Điện Capitol. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Johnston đã ra đầu thú vào ngày thứ tư. Theo bản khai của FBI, Johnston đã sử dụng một khiên bị đánh cắp từ cảnh sát quốc hội Hoa Kỳ trong lúc tham gia cuộc bạo loạn cùng với nhóm người khác, họ xô đẩy nhau để tiến vào một đường hầm từ sân bên hiên tòa nhà quốc hội, trong khi các cảnh sát cố gắng ngăn cản đám đông. Theo NBC News, Johnson được những người sử dụng internet nhận dạng từ hình ảnh mà FBI lan truyền để tìm kiếm những người tham gia cuộc nổi dậy vào ngày 6 tháng Giêng. Johnson đã xuất hiện trong hàng chục bộ phim và chương trình truyền hình thường đóng vai các nhân viên thực thi pháp luật và trong các chương trình hài hước. Ông cũng là người lòng tiếng cho Jimmy Besto và phim hoạt hình Fox Bob's Burgers. Theo Daily Beast, sau khi được xác nhận đã tham gia vào đoàn biểu tình vào ngày 6 tháng Giêng, Johnson đã bị cấm biểu diễn vào năm 2021. Theo bản báo cáo mới nhất của Sở Cứu hỏa thành phố Los Angeles, thì cuộc phân tích số liệu từ năm 2018 cho tới năm 2020 cho thấy có nhiều thời điểm xe cứu hỏa phản hồi chậm hơn mức lý tưởng. Phần lớn là do ba lý do. Thứ nhất Vấn đề kẹt xe, thứ hai, thiếu trạm cứu hỏa tại một số khu vực dân cư và thứ ba là do thiếu nhân lực. Bản báo cáo cũng cho thấy các cuộc gọi khẩn cấp 911 được tiếp nhận rất nhanh chóng, các nhân viên cứu hỏa phản hồi và rời khỏi trạm cứu hỏa kịp thời và hầu hết các trạm cứu hỏa nằm ở các vị trí tốt để phục vụ phần lớn cư dân trong thành phố. Tuy nhiên, ở một số trạm cứu hỏa bận rộn nhất thì các nhân viên cứu hỏa và cấp cứu gần như không được nghỉ ngơi vì các cuộc gọi khẩn cấp tới dồn dập và xe cứu hỏa phải mất quá lâu để đến nơi cần được trợ giúp tại một số khu vực trong thành phố. Công đoàn lính cứu hỏa của Los Angeles cho hay bản báo cáo của Sở Cứu hỏa thành phố Los Angeles không nhấn mạnh được sự cần thiết đó là phải tuyển thêm nhân lực cho sở cứu hỏa đồng thời cho biết rằng họ không được cố vấn khi thực hiện các bản báo cáo. Chủ tịch của công đoàn là Freddy Escobar đã nói rằng sở cứu hỏa đang phải trả một số tiền quá lớn cho các khoản làm thêm giờ mỗi tháng của nhân viên. Trong khi thành phố càng ngày càng đông dân hơn, chúng tôi càng có ít thành viên hơn so với 30 năm trước đây và chúng tôi phải gánh khối lượng công việc nhiều hơn. Ông Escobar than thở như trên. Sau đây là bản tin cuối. Orange County thông qua quy định treo cờ bên ngoài tòa nhà hành tránh. Hội đồng giám sát Orange County, California vừa bỏ phiếu 3 trên 2 thông qua quy định mà theo đó chỉ có cờ quận hạt từ bang và Hoa Kỳ được treo trên các trụ sở bên trụ cờ bên ngoài các văn phòng hành chính quận hạt. Ba người bỏ phiếu thuận là các giám viên Don Wagner, Andrew và Doug Safi. Là hai người bỏ phiếu chống là hai giám sát viên Vincente Samiento và Katrina Foley. Đề nghị này do giám sát viên Andrew Đỗ, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát đưa ra trong nghị trình họp đề nghị và chấp thuận chính sách điều chỉnh việc treo cờ tại các tòa nhà quận hạt tiểu bang và Hoa Kỳ. Bà Joyce Rivero, quản trị văn phòng nói rõ, quy định này chỉ áp dụng tại các cột cờ phía trước tòa nhà hành tránh quận hạt, không áp dụng những nơi khác. Theo bà Joyce Rivero, cờ vàng của cộng đồng Việt Nam vẫn có thể được treo tại các sự kiện trong cộng đồng. Trước đó, vấn đề treo cờ được chú ý vì ông Vicente Samianto và bà Katrina Foley cùng vận động cho treo cờ Pride Flag vào tháng 6 ở các tòa nhà hành tránh quận hạt nhằm chào mừng Pride Month, tháng của người đồng tính. Tuy nhiên, yêu cầu của hai giám sát viên này không được giám sát viên Wagner, chủ tịch hội đồng giám sát đưa ra vào chương trình nghị sự với lý do không kịp thời quá biểu theo quy định là phải đưa trước 72 giờ. Trong bản đề nghị quy định treo cờ, ông Eintoudo không cung cấp thông tin chi tiết hoặc nguyên nhân, còn ông Semianto gọi Prime Month là cơ hội để cho mọi người suy ngẫm về cuộc đấu tranh, về chiến thắng và hành trình của cộng đồng LGBTQ+, là người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới. Do đó, ông và bà Foley mong muốn tạo nên không gian an toàn để các cộng đồng tại Orange County có thể chào mừng sự kiện này. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên YouTube và trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Hương Thơ như Đức Vượng xin kính chúc quý vị những giây phút còn lại trong ngày thật an lành. Xin kính chào.